Đội Dung xin chào khán giả người Việt TV, sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Đức Giáo Hoàng Francis muốn tại vị một thời gian ngắn. Anh xin gia nhập Ngân hàng Á Châu do Trung Quốc lãnh đạo và cô dâu Ấn Độ hủy lễ cưới vì chú rể không biết làm toán. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Giáo Hoàng Francis hôm thứ Sáu nói rằng Ngài tin là ngôi vị Giáo Hoàng của Ngài sẽ ngắn ngủi và rằng Ngài cũng sẽ sẵn sàng từ nhiệm như vị tiền nhiệm thay vì ngồi trị vì cho đến hết đời. Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Mexico Televisa nhân đánh dấu năm thứ hai Ngài được chọn làm chủ tranh giáo hội công giáo thật bất ngờ. Vị giáo hoàng người Argentina nói Ngài cũng không thiết làm giáo hoàng, mà muốn được đi ra Rome kiếm pizza ăn và không bị ai để ý. Ngài nói tôi có cảm tưởng thời gian làm giáo hoàng của tôi sẽ ngắn ngủi 4 hoặc 5 năm, ngay cả 2 hay 3 năm gì đó thôi. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, tôi cảm thấy như Thượng Đế muốn đặt tôi ngồi đây chỉ trong một thời gian ngắn. Vị giáo hoàng 78 tuổi và có vẻ còn mạnh khỏe nói, tôi muốn chia sẻ với ý tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedict. Năm 2013, cụ Đức Giáo Hoàng Benedict trở thành người đứng đầu giáo hội công giáo La Mã đầu tiên trong 600 năm từ nhiệm, thay vì tại vị tới khi qua đời. Đức Giáo Hoàng Francis nói, theo tôi nói chung thì Ngài Benedict đã can đảm mở lối cho các giáo hoàng tương lai. Không nên xem trường hợp của Ngài là một ngoại lệ mà là một quá lệ. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Francis cũng không thích ý tưởng tự động về hưu ở một tuổi cố định, ví dụ như ở tuổi 80. Anh vừa trở thành cường quốc Tây Âu đầu tiên xin gia nhập một ngân hàng khu vực Á Châu do Trung Quốc đề xướng, vốn làm cho Mỹ lo ngại rằng sẽ giảm thiểu vai trò của các cơ chế khác như Ngân hàng Thế giới. Bộ Tài chánh Anh hôm thứ Năm nói rằng sẽ tham dự cuộc họp trong tháng này về cơ cấu của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu, gọi tắt là AIIB, cũng như cách điều hành. Trung Quốc khởi xướng đề nghị thành lập ngân hàng này vào năm 2013 để tài trợ cho việc xây cất đường xá và các hệ thống hạ tầng cơ sở khác. Bắc Kinh hứa sẽ đóng phần lớn trong tổng số vốn đầu tư lúc đầu là 50 tỷ đô la. Có 21 quốc gia khác, kể cả Ấn Độ, Tân Tây Lan và Thái Lan đã cho hay muốn tham gia vào ngân hàng này. Hiện nay, Mỹ và các đồng minh thân cận ở Á Châu như Nhật, Nam Hàn và Úc không là thành viên của câu lạc bộ mới này. Ngân hàng AIIB là một trong hàng loạt các đề nghị do Bắc Kinh đưa ra nhằm gia tăng ảnh hưởng của mình trong nền tài chính thế giới và mở rộng mối quan hệ thương mại với các quốc gia láng giềng ở Á Châu, cũng như các nước đang phát triển tại Phi Châu và Châu Mỹ Latin. Washington từng bày tỏ lo ngại rằng ngân hàng mới của Á Châu sẽ làm giảm các tiêu chuẩn cho vay liên quan đến môi trường, quyền lao động và minh bạch tài chính, giảm thiểu vai trò của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh chào đón Anh vào ngân hàng này. Các quốc gia khác là thành viên của AIIB gồm Singapore, Việt Nam, Philippines, Mông Cổ, Lào, Cambodia, Oman, Uzbekistan, Sri Lanka, Qatar, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Brunei, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia và Miến Điện. Hồi tháng 5, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, kêu gọi thành lập một cơ chế hợp tác an ninh mới ở Á Châu gồm 24 quốc gia mà không có Mỹ. Một cô dâu Ấn Độ đã hủy lễ cưới sau khi chú rể không giải được bài toán quá đơn giản. Cô dâu thử khả năng toán của chú rể và khi anh có câu trả lời sai, cô hủy bỏ lễ cưới. Bài toán cô dâu đưa ra là 15 cộng 6 là bao nhiêu? Chú rể trả lời 17. Vụ này xảy ra tối thứ Tư tại làng Rajup Laba gần thành phố Kanpur ở tiểu bang Uttar Pradesh. Gia đình chú rể cố thuyết phục cô dâu quay trở lại nhưng cô từ chối. Cô nói rằng chú rể đã nói dối với cô về khả năng học toán của mình. Cảnh sát địa phương tìm cách làm trung gian giữa hai gia đình và cả hai bên đều hoàn trả cho nhau những phẩm vật và quà cưới trao đổi trước đám cưới. Hồi tháng qua, một cô dâu khác ở Uttar Pradesh kết hôn với một người khách dự đám cưới sau khi chú rể lên cơn động kinh và ngã xỉu ở nơi tổ chức đám cưới. Trước đó, gia đình chú rể không tiết lộ là anh bị bệnh động kinh. Trong khi chú rể được vội vã đưa vào bệnh viện, cô dâu yêu cầu một người khách cưới mình. Phần lớn các cuộc hôn nhân Ấn Độ đều được gia đình hai bên mai mối dàn xếp trước. Hai người chỉ gặp nhau một lần ngắn ngủi trước khi có lễ cưới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi phần tin người TV hôm nay, xin hẹn quý vị ở chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt,
nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.